Xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phun xịt một số cái loại thuốc để phòng ngừa cái bệnh chết cây cũng như là dưỡng cho cái cây con của chúng ta. Như các bạn đang thấy, đây là cái hoa dạng thổ của chúng ta, nó đã lên được khoảng là một lóng tay của chúng ta rồi. Đấy, thì chúng ta nên sàng cho nó thêm một cái lớp phân chuồng hoại mục như thế này, nha các bạn, để nó ra thêm cái tầng rễ trên, giúp cây nó tốt hơn. Ở đây thì mình có sàng thêm cho nó là một lớp phân chuồng. Ở đây là cái phân gà đã quậy một rồi, mình sàng lên cho nó thêm một lớp như thế này. Thì hiện tại bây giờ mình chưa hề tưới phân cho nó, khi cây này mình ương nó hồi bữa 27, hôm nay nó đã mùng mấy rồi, cũng được 5-6 ngày tuổi rồi, 5 hay 6 ngày tuổi gì rồi. Thì mình cũng đã chuẩn bị tưới phân cho nó rồi. Ngày hôm nay thì mình sẽ phun xịt bệnh trước, sau đó rồi mình mới qua ngày hôm sau mình mới tưới phân cho nó. Và mình xin góp ý cho các bạn phun xịt một số những cái loại thuốc sau. Như các bạn đang thấy, ở đây thì mình sẽ phun ngừa cái bệnh chết cây lở cổ rễ. Mình sử dụng cái thằng Aliot này để mình tiến hành mình phun. Một gói Aliot này chúng ta phun xịt được cái bình là 40 lít nước nha các bạn, một gói 100 gram. Chúng ta phun xịt được cho 40 lít nước, tức là hai bình 20 lít. Và các bạn xịt liều lượng bao nhiêu á, ít hay nhiều á, thì các bạn chỉ việc các bạn phân chia ra để các bạn phun xịt thôi. Ví dụ như chúng ta gieo ít thì chúng ta múc khoảng chừng một muỗng cà phê nhỏ cho 5 lít nước, rồi chúng ta sẽ phun xịt cho cái cây của chúng ta. Còn ở đây mình gieo nó nhiều thì mình sẽ múc nó khoảng 2 muỗng cà phê, mình phun cho nó khoảng là 8 lít nước để phun ngừa bệnh cho nó nha các bạn. Ở cái giai đoạn cây con, các bạn yên tâm đi, cái thuốc này nó rất là hiền, rất là mát, phun xịt nó không hề ảnh hưởng gây nóng cây hay là cháy rễ gì hết nha các bạn. Đây là Aliot, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái thằng Monsaren nha các bạn, Aliot hoặc Monsaren, để chúng ta phun ngừa cái bệnh lở cổ rễ của cây con rất là hiệu quả luôn. Và đó là cái góp ý của mình. Và khi cái cây dạng thổ của chúng ta nó đã ra ở đây á, ở đây chỉ là nó mới chỉ có hai cái lá mầm thôi, đến khi mà nó xuất hiện lá nhám thì chắc chắn sẽ có sâu. Và nếu như đối với dạng thổ mà có sâu, mà dạng thổ cây con như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ không có thể sử dụng những cái dòng thuốc nó mang tính chất vô dầu được. Ở đây mình góp ý cho các bạn nè, các bạn đang thấy cái gói này không? Đây là cái gói Angung, đây là cái gói Angung thuốc trị sâu, thành phần của nó là 5VG. Các bạn thấy không? Đây là cái gói Angung 5VG. Đối với cái gói này chúng ta phun xịt được khoảng là 10 lít nước nha các bạn, đến 12 lít nước cho một gói này, thì sâu nó sẽ chết rất là hiệu quả luôn. Ví dụ nó sẽ không có gây ảnh hưởng gì đến cho cái cây vạn thọ lúc cây con của chúng ta, cũng như là kể cả cái cây mặt cọp ăn mai, hoa vạn thọ mặt cọp ăn mai, nó cũng không hề gây cháy lá hay mẫn cảm gì hết. Và cái loại thuốc trị sâu thứ hai đây chính là cái thằng Radiant. Thằng này thì khỏi nói rồi, các bạn xịt vào cũng rất là hiệu quả luôn. Riêng cái gói Radiant, riêng đối với những cái con sâu, sâu xanh da láng thì các bạn nên sử dụng thằng này. Riêng đối với vạn thọ thì nó rất là ít có những con sâu đó, đa số nó đều là những cái con sâu keo, sâu đất, thì bắt buộc chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng thuốc đó là Ermamectin để chúng ta phun xịt thì nó mới có hiệu quả. Thì mình góp ý cho các bạn là sử dụng cái thằng này nè, cái thằng Angung này nè, để các bạn phun xịt một gói cho 10 lít nước để các bạn phun xịt, nó rất là hiệu quả. Hoặc là các bạn sử dụng cái thằng này nè, thằng này cũng cực kỳ hiệu quả luôn. Đó chính là cái thằng Amsider của công ty Sumit nha các bạn. Đây là cái gói Amsider, một gói này các bạn phun xịt cho khoảng là 10 lít nước đến 12 lít nước, hoặc là 14 lít nước cho một cái gói này, hoặc là 16 lít nước cho một cái gói này, để các bạn phun xịt. Đối với sâu lớn thì một gói này chỉ cho khoảng 12 lít nước thôi, còn đối với sâu non sâu mới nở thì các bạn phun nó khoảng là 16 lít nước cho một cái gói Amsider ngày này. Như cái gói này mình có giới thiệu rồi, gói này xịt rất là ok luôn, nó không hề gây cái cây hoa vạn thọ mặt cọp của chúng ta nó sẽ không có bị cháy lá vì mẫn cảm của thuốc. Đối với cái hoa cúc vạn thọ ban mai mặt cọp thì chúng ta không sử dụng được những cái dòng thuốc có mang tính chất nhũ dầu, đó chính là EC. Như cái gói này là cái gói 50VG, các bạn thấy không, 50VG nè, nó không phải là EC, miễn là những cái dòng thuốc trừ sâu nào trừ sâu cũng được hết, miễn là nó không phải là nhũ dầu, không phải là EC mà là VG, VB, SC, SL đều sử dụng được hết nha các bạn. Và ở giai đoạn cái con như thế này thì các bạn có thể dưỡng cho nó bằng cái loại thuốc như sau, tránh sử dụng cái thằng chúng ta tránh sử dụng cái thằng
cái thằng Comcat, vì cái thằng đó xịt nó rất là nhộng cây và tông cây, thì mình chỉ góp ý các bạn dưỡng, có dưỡng thì sử dụng cái thằng này thôi. Thì chúng ta sẽ sử dụng đó chính là Atunet để các bạn phun dưỡng cho nó. Ở giai đoạn này là các bạn có thể phun dưỡng cái thằng Atunet này được rồi. Các bạn phun dưỡng xong là qua ngày hôm sau là các bạn có thể tiến hành tưới phân cho nó luôn là được rồi, hoặc là các bạn xịt bệnh trước, sau đó rồi các bạn mới tưới phân, sau đó các bạn mới xịt dưỡng cái gói Atunet này. Nếu như cái cây của các bạn sung xanh tốt thì không cần phải xịt dưỡng nha các bạn. Còn đối với cái cây của các bạn nó xi, nó vàng lá thì bắt buộc các bạn phải phun xịt cái thằng Atunet này. Và các bạn nên nhất để ý cái, có một số bạn cái cây nó bị vàng ngọn, nó ra cái lá nó bị vàng gọn như thế này nè, nguyên nhân là do cái giá thể của chúng ta nè, do chúng ta tưới nó quá nhiều nước thì các bắt buộc các bạn phải để cho cái giá thể này nó khô, nó ráo lại, và đồng thời các bạn xịt dưỡng Atunet này nha các bạn, và các bạn tưới phân thì cái cây các bạn sẽ từ từ hồi phục lại. Nhớ kỹ là giảm tưới nước khi mà chúng ta thấy cái giá thể nó đã có ẩm, có đúng cái độ ẩm, nó có ẩm ẩm nước rồi á, thì tuyệt đối đừng bao giờ tưới thêm nước cho nó. Các bạn càng tưới thêm nước thì cái cây của các bạn nó sẽ bị hư rễ và nó sẽ vàng vàng ngọn. Có một số bạn hỏi mình vì sao cái cây nó bị vàng ngọn, nguyên nhân là do cái đất này nè, chúng ta không chịu bắt cái mô líp nó lên thành cái mô líp, giống như cái mô líp mà chúng ta trồng rau cải á, chúng ta phải bắt lên thành cái mô líp, chúng ta cuốc tơi xốp lên và chúng ta lót cái tro này xuống, và khi mà chúng ta tưới mà có lỡ phạm nước á, cái nước nó sẽ vì đất nó tơi xốp, vì đất nó được cuốc được cày lên nó tơi xốp á, nước nó sẽ rút xuống thì nó sẽ không hề có cái tình trạng là vàng ngọn. Nguyên nhân là do cái đất nền của các bạn nè, các bạn làm cái líp nó không có được mô cho nên nước nó không được thoát và nước nó giữ lại ở trong cái giá thể của các bạn rất là nhiều, dẫn đến là cái cây nó bị hư rễ và nó dẫn đến là nó vàng cái ngọn này, cái ngọn của cái cây hoa vạn thọ của chúng ta bị vàng, và đó chính là nguyên nhân. Các bạn nên nhớ thể mà chúng ta gieo trồng cái thằng hoa vạn thọ này, tốt nhất chúng ta bắt cái líp nó cao lên và nó mô rùa, và cái đất cần phải cuốc lên, rồi các bạn hãy lót cái giá thể tro và cái phân chuồng xuống, rồi các bạn mới tiến hành bỏ cái hạt hoa vạn thọ, thì nó rất không thể nào mà nó khiến cho cái cây của các bạn nó bị vàng ngọn được. Nhớ kỹ, vàng ngọn là do cái đất của chúng ta không được cuốc lên cho tơi xốp, và chúng ta bắt líp không được cao, không có được mô rùa, thoát nước tốt, dẫn đến là cái cây nó bị vàng ngọn do giá thể mà để chúng ta ương nó quá dư quá nhiều nước, và đó là cái góp ý. Và nếu mà nó đã bị vàng ngọn như thế rồi thì các bạn nên là cắt nước khoảng 1 ngày đến 2 ngày, đến khi các bạn thấy cái lớp giá thể này nó khô nó ráo lại là được, là các bạn có thể xịt dưỡng cái thằng Atunet này, đồng thời là các bạn tưới phân mỏng cho nó thôi, tránh là chúng ta tưới quá nhiều nước cho cái giá thể. Và đó là cái góp ý lần này của mình dành cho các bạn. Đối với cây ở độ tuổi như thế này là chúng ta có thể xịt dưỡng được rồi nè, chúng ta xịt bệnh nè, là phải đồng thời chúng ta tưới phân cho nó là được rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau.